Vang có một lịch sử lâu đời và nước Pháp được xem là quốc gia nắm giữ nhiều bí quyết về nghệ thuật làm vang trên thế giới. Thụ hưởng những bí quyết làm vang danh tiếng của người Pháp đã tích lũy và mang đến Việt Nam khi đặt nền móng bằng việc xây dựng nhà máy làm vang đầu tiên ở Đà Lạt từ cuối thế kỷ 19. Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng Ladofoods đã gìn giữ và tiếp tục phát triển lớn mạnh. Không dừng ở đó, với định hướng bước vào thị trường vang thế giới, đầu năm 2015, Ladofoods đã chính thức thành lập Ladora Winery, nhà làm vang chuyên nghiệp. Bằng tư duy hoàn toàn mới, cùng sự thấu hiểu rằng mỗi loại nho và chủng nấm men sẽ tạo nên hương vị đặc trưng khác nhau cho vang. Ladora Winery đã dày công nghiên cứu và đưa về những giống nho phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam. Ladora Winery muốn mang đến cho người sành vang những chai vang tuyệt hảo, sánh tầm đẳng cấp quốc tế, chứa đựng hồn phách tinh tế, lãng mạn của văn hóa cao nguyên Đà Lạt. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật canh tác nho với nghệ thuật ủ vang cùng công nghệ tiên tiến bậc nhất được chuyển giao bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ cái nôi rượu vang châu Âu. Và tháng 9 2015, Ladora Winery hân hạnh giới thiệu thương hiệu vang cao cấp Chateau Dalat. Hơn hết thảy, đó là tình yêu, là niềm đam mê cháy bỏng với vang đẳng cấp quốc tế và mong ước ghi danh Việt Nam lên bản đồ vang thế giới. Khát vọng cùng Chateau Dalat. Vàng ngon cho người sành điệu.